Vinhome Metropolis là khu phức hợp hiện đại, bao gồm tổ hợp căn hộ sang trọng, văn phòng cao cấp. Trung tâm thương mại hiện đại được thiết kế theo phong cách độc đáo bởi Atkin, đơn vị tư vấn kiến trúc xây dựng hàng đầu thế giới. Tọa lạc ở ngã tư Kim Mã, Liễu Giai, hai tuyến phố huyết mạch trong trung tâm quận Ba Đình. Xung quanh Vinhome Metropolis là các đại sứ quán lớn cùng các cơ quan ngoại giao đoàn đầu não. Xét về mặt phong thủy, tổ hợp dự án nằm trên vùng đất địa linh nhân kiệt, có đất tốt với 4 hồ bao bọc là Hồ Tây, Hồ Giảng Võ, Hồ Ngọc Khánh và Hồ Thủ Lệ. Và tứ phía là khu dân sinh đông đúc, có trình độ dân trí cao, mang tới nguồn sinh khí tốt. Theo quy hoạch của thành phố, tầng hầm của Vinhome Metropolis còn được kết nối trực tiếp với tuyến metro số 3 trong tương lai. Do đó, giao thông đến và đi từ dự án hứa hẹn trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Đây chính là yếu tố thiên thời, địa lợi vô cùng đắt giá. Trên toàn thế giới, hầu hết các dự án bất động sản có liên kết với tuyến giao thông công cộng đều tăng giá từ 15 đến 20% so với bất động sản xung quanh khi chính thức đi vào vận hành. Cũng từ địa lợi mà Vinhome Metropolis sở hữu một môi trường nhân hòa, khu vực dự án dân trí cao, có rất nhiều công chức nhà nước cùng người nước ngoài làm việc tại các cơ quan ngoại giao, trường quốc tế, đại sứ quán. Vinhome Metropolis là nơi chọn sống của những công dân toàn cầu. Môi trường bên trong và bên ngoài hoàn hảo của Vinhome Metropolis chính là món quà xứng tầm cho sự thành đạt của chủ nhân. Vị thế khẳng định đẳng cấp khẳng định giá trị. Sống tại Vinhome Metropolis là đầu tư cho những giá trị sống của tương lai, đồng thời cũng là một lựa chọn đầu tư đúng đắn với tiềm năng sinh lời bền vững. Thời gian này, Vinhome Metropolis đang đưa ra chính sách đặc biệt giúp các khách hàng hoàn toàn yên tâm về khả năng sinh lời bền vững nếu có nhu cầu đầu tư. Theo đó, khi tham gia chương trình cho thuê, khách hàng sẽ được cam kết thu về lợi nhuận lên đến 10% một năm trong 2 năm, một con số hấp dẫn cho phân khúc bất động sản cao cấp tại Hà Nội. Không những thế, các căn hộ thuộc danh sách cho thuê còn được chủ đầu tư tặng ngay các gói nội thất đồ giới đẳng cấp, giá trị lên tới 280 triệu đồng. Cụ thể, căn một phòng ngủ được tặng gói nội thất trị giá 160 triệu đồng, căn 2 phòng ngủ được tặng gói nội thất trị giá 250 triệu đồng, căn 3 phòng ngủ được tặng gói nội thất trị giá 280 triệu đồng. Cộng với những trang thiết bị liền tường siêu cao cấp đã được bàn giao như điều hòa trung tâm, thiết bị vệ sinh nhãn hiệu Duravit và Hansgrohe cao cấp, hệ kính hộp Lowy 2 lớp, gói đồ rời sang trọng này sẽ khiến cho tất cả các căn hộ trở thành thiên đường sẵn sàng chào đón chủ nhân xách vali vào ở hoặc sẵn sàng khai thác cho thuê nếu chưa có nhu cầu ở ngay. Thử phân tích với chính sách cam kết lợi nhuận tiền thuê 10% một năm trong 2 năm thì khi mua một căn hộ Vinhome Metropolis, khách hàng sẽ được ưu đãi và hưởng lợi cụ thể như thế nào? Giả sử, giá trị trung bình căn hộ trước VAT và kinh phí bảo trì 5,3 tỷ. Khi nhận bàn giao, khách hàng sẽ được tặng trang bị nội thất đồ rời sang trọng lên tới 250 triệu đồng. Cam kết lợi nhuận tiền thuê 10% một năm trên giá trị căn hộ trước VAT và kinh phí bảo trì trong 2 năm. Như vậy, sau 2 năm, khách hàng sẽ thu về 10% nhân 5,3 tỷ nhân 2 năm bằng 1,06 tỷ đồng, chưa trừ thuế thu nhập cá nhân. Chiết khấu lên tới 1,7% khi ký hợp đồng mua bán và giải ngân đúng hạn quy định của chủ đầu tư, tương ứng khoảng 90 triệu đồng, được hỗ trợ vay không lãi suất 65% lên tới 24 tháng. Nếu tính mức lãi suất tiết kiệm hiện nay vào khoảng 6,5% một năm, khách hàng được hưởng lợi khoảng 225 triệu. Như vậy, thực tế khách hàng có thể sở hữu một căn hộ Vinhome Metropolis đẳng cấp, 2 phòng ngủ, trị giá 5,3 tỷ đồng, chỉ với khoảng 3,8 tỷ đồng. Liên tục duy trì sức nóng trong 3 tháng qua, Vinhome Metropolis chính là minh chứng tuyệt vời cho nhận định của các chuyên gia về việc một bất động sản tốt thì luôn giữ vững giá trị qua thời gian. Hãy trở thành nhà đầu tư thông minh cùng Vinhome Metropolis.